Văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai gửi nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy. Theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, căn cứ ý kiến của các bộ ngành địa phương, Văn phòng chính phủ đề nghị tổ chức triển khai gửi nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật như thông tư, thông tư liên tịch Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, các văn bản hành chính như là nghị quyết cá biệt, quyết định cá biệt, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, công văn, công điện, giấy ủy quyền, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, các bộ ngành địa phương đối chiếu với danh mục này để triển khai cho phù hợp. Và trong quá trình thực hiện nếu như có khó khăn thì gửi kiến nghị tới văn phòng chính phủ.